Trước khi mà cô Phương ơi đi vào lịch sử của gọi là Chelsea, khi bốn bàn gọi là giúp cho Chelsea đem về gọi là Everton 6-0 ở vòng gọi là 33 ngoại hạng Anh, cô Phương ơi thì đã đi vào lịch sử của đội chủ sân gọi là Stamford Bridge. Chelsea thì hiện tại đang trải qua một mùa giải gọi là đầy bất ổn cùng với cả tân huấn luyện viên gọi là Pochettino, cũng như là đội hình gọi là bao gồm gọi là quá nhiều những cầu thủ mới. Hầu hết thì các tân binh của The Blue ở mùa giải này thì đều gọi là gây thất vọng, ngoại trừ cái tên đó chính là Cole Palmer. Cựu tiền vệ của Man City thì đã chứng minh rằng anh xứng đáng với đến từng xu mà Chelsea phải bỏ ra. Điều này thì tiếp tục được thể hiện trong gọi là trận đấu giữa gọi là Chelsea cũng như là Everton vào rạng sáng của ngày hôm nay. Trước trận đấu thì giới gọi là mộ điệu nghi ngờ rằng Chelsea ở trong bối cảnh là họ thi đấu gọi là thiếu ổn định, còn Everton thì khao khát điểm để trụ hạng. Tuy nhiên thì Cole Palmer đã nhanh chóng dập tắt những nghi ngờ bằng một cú hat-trick chỉ trong vỏn vẹn là 29 phút. Và thì cũng chưa dừng lại ở đó, ở cuối hiệp 1 thì đến lượt gọi là Nicolas Jackson thì cũng lập công giúp cho Chelsea dẫn trước với tỷ số gọi là 4-0. Sau giờ nghỉ thì Chelsea thì cũng tiếp tục là dồn ép Everton và phút gọi là 64. Sau khi mà Cole Palmer thì hoàn thành một cú gọi là bóc cơ cho bản thân ở trận này thì với một cú đá phạt gọi là 11 m, tiền vệ người Anh thì cũng gọi là từ chối nhượng quyền gọi là đá phạt 11 m cho gọi là Nicolas Jackson anh em ạ, và tạo ra một cuộc gọi là tranh cãi thì cũng không hề gọi đáng có giữa các cầu thủ Chelsea. Nhưng mà anh thì một lần nữa thể hiện rằng là khả năng đá phạt đền gọi là vô cùng là xuất sắc. Kể từ đầu mùa, Cole Palmer đã sút thành công toàn bộ là 9 quả phạt đền ở ngoại hạng Anh. Và cuối trận đấu thì theo cầu thủ trẻ, hậu vệ trẻ là Ably Gracik thì cũng ghi bàn giúp cho Chelsea ấn định với chiến thắng là 6-0. Một trận tennis đậm, cực đậm luôn. Và chỉ có một điều rồi, trận đấu này thì cầu thủ hay nhất trận thì vẫn thuộc về gọi là Cole Palmer anh em ạ. Và hiện tại thì Chelsea thì cũng hiện tại cũng chưa có gọi là khẳng định lại được thêm vị trí nào. Hiện tại thì Chelsea vẫn đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, cũng như là kém xa top 5 đến gọi là 13 điểm. Nhưng mà ngược lại thì cũng áp sát vào top 6 của Man U cũng như là West Ham, và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng. Everton thì chỉ còn hơn nhóm xuống hạng là chỉ có 2 điểm thôi anh em ạ. Và cú bốc cơ này thì Cole Palmer thì cũng cán mốc gọi là 20 bàn thắng nhanh nhất trong gọi là mùa đầu tiên khoác áo Chelsea. Và anh cũng đồng thời là cân bằng thành tích của Erling Haaland trong cuộc đua gọi là giành ngôi vô địch vô phá lưới của một giải năm nay, mùa giải gọi là 2023-2024. Không những vậy thì Cole Palmer thì cũng đi vào lịch sử của Chelsea khi là một cầu thủ ghi đầu tiên ghi 7 bàn 7 trận liên tục, ghi bàn 7 trận liên tiếp trên sân nhà Stamford Bridge ở ngoại hạng Anh. Và từ vậy 21 tuổi này thì cũng đang là ngôi sao đầu tiên của Chelsea ghi gọi là 4 bàn trong vòng một trận ở ngoại hạng Anh kể từ tháng 3 năm 2010 các bạn ạ. Đến nay, trước Palmer thì người làm được điều đó đó chính là Frank Lampard ở mùa giải gọi là 2010 thôi anh em ạ. Còn từ gọi là gần đến 14 năm nay, chưa có một cầu thủ gọi là Chelsea nào mà có thể gọi là ghi 4 bàn trong vòng một trận. Đây có thể nói thực sự là Cole Palmer là một trong những cầu thủ tài năng sáng giá các bạn ạ. Đây, mình sẽ cho anh em xem qua cái thống kê gọi là về gọi là Cole Palmer đi anh em. Đây là trước trận đấy các bạn nhá. Đây là trước trận với cả lại Everton đây thì là có 16 bàn thắng anh em ạ. Nhưng mà sau trận Everton thì đã có 20 bàn thắng rồi nhá. Anh em có thể xem về cái thứ tự gọi là thông số của Cole Palmer về bàn thắng đứng thứ nhất, kiến tạo đứng thứ nhất, bàn thắng kỳ vọng đứng thứ nhất, kiến tạo kỳ vọng đứng thứ nhất, dứt điểm cũng đứng thứ nhất, tiến tạo cơ hội đứng thứ nhất, chỉ có gọi là chuyền cuối sân thì đứng thứ 5 thôi anh em ạ. Mấy cái chuyền này thì gần như là để cho những tiền vệ ở giữa thì họ chuyền thôi các bạn ạ. Còn Cole Palmer đã ở cánh, chuyền gọi là phát triển bóng đứng thứ hai, chuyền vào gọi là vòng gọi là 16m50 đứng thứ nhất, tổng gọi là hành động tạo ra dứt điểm là 115 lần đứng thứ nhất luôn anh em ạ. Dứt bóng định tiền đứng thứ hai, đi bóng vào 1/3 của sân đứng thứ ba, và đi bóng vào 16m50 thì đứng thứ hai. Có thể thấy được là tầm ảnh hưởng của Cole Palmer với cả lối chơi của Chelsea ở mùa giải này thì thực sự là một con số là quá ấn tượng anh em ạ. Các bạn biết vì sao mà huấn luyện viên Pochettino lại luôn cho phép Cole Palmer thì sẽ là người gọi là dứt điểm gọi là trong vấn đề không các bạn? Vì hiện tại thì Cole Palmer chính là người mà có phong độ gọi là cao nhất, có thể nói luôn là cao nhất của Chelsea ở thời điểm hiện tại. So với những gọi là cầu thủ gọi là đã chuyển nhượng đến năm nay thì Cole Palmer gần như là có thể đến nói luôn là đáng từng xu từng đồng một anh em ạ. Thế cho nên là việc mà tiền vệ người Anh được huấn luyện viên Pochettino giao tất cả quyền của Real Madrid, anh có thể nhờ người khác hoặc là anh có thể tự mình xử lý thì cũng được.
Và một phần thì hiện tại thì anh cũng đang đua trong cuộc đua gọi là vua phá lưới. Thế cho nên mà việc ấy mà Kovamo thì sẽ khó nhường cho các đồng đội khác. Cũng như là anh sẽ cố gắng tận dụng để có thể gọi là dành cho mình gọi là vua phá lưới ở mùa giải này. Rút và cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh thi đấu là chính thức trong gọi là những đội bóng con ạ. Và nếu như cái nào là fan của Trẻ Xanh thì hãy cảm thấy gọi là vui mừng khi mà Man City đã bán cho Trẻ Xanh một món hời gọi là vô cùng là lớn anh em ạ. 35 triệu bảng cho một cầu thủ mà đã ghi được 20 bàn thắng thì thực sự nó hơn cả 100 củ mà như kiểu Manu hay là Darwin Núñez của gọi là Liverpool mang ra, đúng không anh em? Đáng từng sư từng góc một. Và Chelsea thì ở mùa giải này thì vẫn còn hy vọng là sẽ có về gọi là dự đấu trường gọi là châu Âu như kiểu là C2 hoặc C3. Và anh em của Chelsea thì hãy nhớ cổ động viên rằng là ủng hộ cho Chelsea ở những sáu đấu cuối các bạn nhé. Chúc anh em có một ngày xem bóng đá vui vẻ. Xem bóng đá live tại bên 68live.com. Xin chào và gặp lại.